Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại cái kỷ niệm mua giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe luôn thành công nha. Hôm nay mình review một món đồ mà chắc ai cũng thích và ai cũng thèm nha. Mình rất thích từ rất lâu mà thèm đấy. Đấy, nồi chiên không dầu nha. Đây, nhãn hiệu của nó đây, Mikoso Modum 221. Giờ sẽ mở ra, lấy nồi ra nha. Rất là to nha. Trong đây có một cái đế xốp này, với lại một tờ giấy hóa đơn này. Đế và xốp này. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là hóa đơn này, mua tại siêu thị nha. Đây này. Giá gốc của nó là 2.999.000 này. Và lúc mình mua mình được giảm giá là 1.199.000 nha. Đây là cái tem hiệu của nó này. Đó, tem hiệu nồi chiên không dầu đây. Ở đây có một cái giá này, người nhớ mở ra mới gỡ được. Đó, để nhắc cái này. Cái này có không? Này không có nha. Đấy, mình ấn nút này và nhấc ra nha. Đó, chỉ vậy thôi. Cái nồi này là nồi 5 lít nha. Đó, dây điện nào. Đây. Tên thương hiệu là sao này. Thông tin sản phẩm đây này. Điện 220V sản xuất năm 2022 này. Xuất xứ Trung Quốc này, khối lượng là 4,7 kg này. Dung tích là 5 lít nha, nồi chiên không dầu. Đó, thương hiệu nhãn hiệu là Michio. Đó, trong đây có một cái bọc này, chống sốc này. Cái này mình giữ lại hết nha. Đó. Này chắc là để vô cái nồi này. Chắc là để như vậy. Lá này mình không cần, cũng sẽ để đây luôn được. Giờ mình sẽ đọc sách hướng dẫn nha. Cái này là phiếu bảo hành nha. Cái này quét mã để bảo hành này. Người nhớ giữ lại giày đấy nhé. Đây, giờ mình sẽ xem hướng dẫn thôi. Này là hướng dẫn để quét mã bảo hành trong Zalo nha. Đó. Người đọc và mọi người làm theo nha. Đó. Thế này là khối lượng tối đa này. Đấy, mọi người ví dụ như làm khoai tây thì như thế nào, như là độ C này, rau củ nhồi thịt hay gì có đầy đủ hết trong đây nha. Đó. Mình mới sử dụng lần đầu nên mình cũng chưa biết nhé. Đây nó có nút nguồn, nút này kia nha. Đây là nó là vị trí này, nó có vị vị chiên, khay chiên, nút tháo khay này, tay cầm là bạn điều khiển này, khe hút không khí này, lỗ thoát hơi này, dây nguồn này. Đó, giờ mình cho vị cũng được và không cho vị cũng được nha. Hôm nay mình đã quấn được một đĩa thịt heo quấn lá lốt nha. Giờ mình sẽ xếp vào đây. Đó, xếp trực tiếp vào vị này luôn xem được không. Này có thể chắc xếp chồng lên được bởi 5 lít mà. Rồi mọi người đợi tí mình xếp lên đầy nữa nha. Đọc sách hướng dẫn xong là mọi người giờ mình phải bỏ cái vỉ này vào nha. Không được bỏ cái vỉ này vào nha. Đấy, mọi người bỏ xuống. Đó. Bỏ cho nó căn phát là được. Đó, nó chạm đáy phát là được nha. Để cái nước gì nó chảy xuống đây nha. Giờ mình sẽ xếp vào hết đã nha. Xếp gần đầy. Làm một con này thôi. Còn cái này để tí mình chiên nha. Mình chiên bằng chảo dầu xem có nào ngon hơn. Giờ mình sẽ cho vào đây nha.
sẽ đi một điện nha. Cái đĩa này để tí mình chiên thử vào chảo xem nó mình ăn thử thế nào ngon hơn nha. Đó, nó kêu điện này. Giờ mình sẽ xem cách điều khiển nha. Đó, nút nguồn cho ấn đây. Đấy, có độ C này. Nó có cái này chiên nướng cá gì đây, 15 min này. Giờ mình sẽ qua này mình coi cái phải hướng dẫn nó có những gì nhỉ. Không có. Chắc đây thôi. Nên nó có nút nguồn này. Mo là chế độ nấu này. Là dấu mũi tên đi lên này. Đây, chế độ nấu này. Rồi đến đây. Nút tăng giảm thời gian này. Nút tăng thời gian, giảm thời gian. Nút tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ này. Giờ mình sẽ xem đây là thịt, đây là mình thịt heo quấn nha. Đây. Nó có khoai tây này. Thịt bò này, sườn heo, xúc xích, đùi gà, ức gà này. Gà đông, phô mai, nhồi thịt, bánh quy gì đây này. Giờ mình sẽ làm thử là sườn heo đây nhỉ. Nó là nhiệt độ là 500 độ C này. Đó. Thời gian là 10-20 phút này. Hay là 180 độ C này. 16 phút này. Mình cũng chưa rành nó, giờ mình sẽ chỉnh thử nha. Đây là tôm cá này, đây là cho thịt heo này. Này 200 độ C này. Đấy, ấn này để chọn hình con vật nha. Này bánh này. Này đùi gà, này thịt heo là ok nha. Đó, à đấy thịt heo là ok rồi. Đấy, nó cho 20 phút nha. Rồi mọi người sẽ đợi khoảng 20 phút xem như thế nào nha. Mọi người mình làm xong nó tắt rồi nè, mình vừa tắt bếp xong rồi. Nó sẽ mở ra nha. Cái này là mình chiên ở chảo này. Đó. Nhìn đã không? Cái lá ngoài giòn xịu à. Đó. Từ trên dưới rất là ok nha, cái nước nó chảy dưới đâu. Ừ, nhìn thấy giòn đã không? Đó, mọi người có thể chất đầy nồi được luôn nha. Cái này mình mới chất ít thôi, giờ mình sẽ đậy đây để cho nó giữ nóng nha. Đây. Cái này ấy thì cái này là chiên trong lò này, nó rút hết mỡ đi này, cái lá lốt ngoài giòn xịu à, bẻ tan ra luôn này. Ừ, thịt ở trong nó thém thém này, đó mình nhìn thấy không? Ừ, thịt ở trong thém này, mọi người thử nha. Ăn không nha. Rất là thơm luôn. Mà nó giữ được độ ngọt của thịt luôn. Tuyệt vời. Có cái này mình chiên có dầu nè. Cái lượng dầu rất là nhiều này. Thịt ở trong nó cũng như vậy thôi. Hai cái thì như nhau. Mọi người nhìn thấy không? Hai cái lượng thịt chiên đều như nhau này. Cái này thèm hơn, ngon hơn đó. Mà cái này ăn chiên bằng dầu á, thì nó rất nhiều dầu. Ăn ngon ngán. Còn này á, dành cho những người mà không thích ăn dầu giống mình á, rất ok. Ngon nha. So với mình chiên dầu á, thì mình sẽ tốn lượng dầu hơn nè. Một mẻ chiên dầu nó cũng khoảng 8 phút đến 10 phút mới được một đĩa béo à. Còn này cho ra được gấp đôi gấp 3 lần đĩa nha. Nếu cho đầy lên ấy, thì hiệu quả nó là nhanh hơn nè. Rút được hết lượng dầu nè. Nếu mọi người muốn nó không khô cũng thể cho ướp, lúc ướp mình cho một xíu dầu vào luôn cũng được nha. Mình đánh giá nha, ví dụ chiên dầu này thì thích hợp cho những ai thích ăn dầu này. Còn bên này là không dầu. Tính theo nồi chiên ấy, thời gian ngắn hơn này. Không phải canh này. Không có nhiều chất béo này. Tiết kiệm thời gian làm nữa nha. Mình thấy nồi này rất ok nha, mọi người có thể mua về dùng đi. Tại mình mới cũng mới dùng đây. Không biết là độ bền nước như thế nào nhưng mà họ bảo hành cả 1 năm mà. Nên mọi người ít nhất phải dùng được 1 năm trở lên nha. Mình thấy rất là ok này. Mọi người nhìn lại này. Đó, giòn, xíu luôn. Còn này thì nó bị ỉu. Giòn, cực kỳ giòn luôn nha. Rất là ngon nha. Mọi người thấy video mình hay thì nhớ tặng lượt like và đăng ký kênh nha. Xin chào hẹn gặp lại mọi người nha.